Dù chỉ là một va chạm nhẹ, tiền vệ Olesa Noyo vẫn có màn ăn vạ thô thiển và cái kết khiến người xem không khỏi nhịn cười. Tình huống ăn vạ thô thiển này diễn ra trong trận đấu tại giải vô địch quốc gia Ukraine. Cụ thể là ở phút bù giờ thứ 3 cuối trận đấu, sau khi để mất bóng và có va chạm nhẹ với cầu thủ đầu bạn, tiền vệ Olesa Noyo đã ngã sấp mặt xuống sân. Không chỉ vậy, cầu thủ này còn ôm mặt rồi giãy giụa trên sân như thể vừa bị đối phương cho ăn cú đấm vào mặt. Điều đáng nói là Olesa Noyo vừa nằm ăn vạ vừa ngó nghiêng phản ứng của trọng tài. Khi thấy vị vua áo đen không thổi phạt, anh chàng lập tức bật dậy thi đấu bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Bóng đá thường luôn chứa đựng những pha bóng đẹp mắt và cống hiến được thực hiện ở đẳng cấp rất cao. Thế nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Ngoài những điều đó, môn thể thao vua cũng không thể thiếu những tình huống hài hước, những pha xử lý ngớ ngẩn mà không một ai có thể hình dung ra. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những khoảnh khắc tấu hài đáng nhớ nhất trên sân cỏ nhé! Tại câu lạc bộ Man City có rất nhiều cái tên có thể sút penalty tốt như Arturo, De Bruyne hay Gundogan. Thế nhưng trong lần hiếm hoi được trao trọng trách này, Riyad Mahrez lại thực hiện một cú sút không thể tệ hại hơn. Không chỉ đánh lừa được thủ thành Alisson, tiền vệ người Algeria còn đánh lừa tất cả khi trái bóng lên thẳng khán đài một cách rất khó tin. Cũng sẽ không quá lời khi nói rằng đây là một trong những quả penalty tệ hại nhất tại Premier League trong nhiều năm trở lại đây. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Gerard Pique đã từng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng cùng với sự sa sút của Barcelona, ngôi sao người Tây Ban Nha cũng đã thể hiện một bộ mặt hết sức thất vọng. Rất nhiều lần ở mùa giải này, Pique tỏ ra quá chậm chạp và dễ dàng bị tiền đạo đối phương qua mặt. Hết Mbappe rồi đến Williams đã khiến cho cựu trung vệ của MU phải hít khói. Đương nhiên không còn cách nào khác, Pique phải kéo áo đối thủ và ngã xuống sân trong vô vọng. Tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thể khống chế, mọi trận đấu tại Europa League mùa giải trước đều diễn ra kín và không có bất kỳ khán giả nào được góp mặt. Tuy nhiên không biết bằng cách nào mà người đàn ông này có thể chạy thẳng vào sân khi trận đấu giữa MU và Granada đang diễn ra. Không chỉ có thế, fan cuồng này chạy vào sân trong trạng thái khỏa thân, tóc dài và râu rậm. Phải mất hơn 2 phút sau đó thì những nhân viên an ninh mới khống chế được anh chàng này. Với cách đá vô cùng độc đáo của mình, Jorginho hiện nay là một trong những cầu thủ có tỷ lệ sút pen thành công cao nhất châu Âu. Tuy nhiên trong một ngày may mắn không đứng cạnh tiền vệ người Ý, việc dứt điểm tốt thôi là chưa đủ, vẫn là động tác nhảy chân sáo quen thuộc. Jorginho hoàn toàn đánh lừa được thủ môn đội bạn. Thế nhưng bóng từ chân số 5 của Chelsea lần này lại chạm vào cột dọc trước khi bật vào lưng thủ môn một cách rất vô tình trước khi bị phá lên trên. Công nghệ VAR ra đời với mục đích hướng tới sự công bằng tuyệt đối trong bóng đá. Tuy nhiên dù chính xác thế nào đi chăng nữa, đã rất nhiều lần VAR gây tranh cãi khi không có những gợi ý tốt nhất cho trọng tài. Mặc dù Diaz đã có tình huống kéo áo Salah rất rõ trong vòng cấm, thế nhưng Liverpool không được hưởng penalty. Cũng một tình huống gần như vậy, hậu vệ Tây Ban Nha gần như chưa chạm vào người Ronaldo, thế nhưng trọng tài đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Trong bóng đá cũng như ngoài cuộc sống, việc nhổ nước bọt vào mặt người khác rõ ràng là một hành động vô cùng xấu xí và rất phi thể thao. Thế nhưng sự việc lần này còn nghiêm trọng hơn khi nó diễn ra lúc đại dịch Covid đang hoành hành. Trong một tình huống va chạm với đối thủ, Marcus Thuram đã nhổ nước bọt về phía Stefan Boss của Hoffenheim. Ngay lập tức, tiền đạo của Em Gladbach bị phạt thẻ đỏ và còn bị treo giò 6 trận đấu sau đó. Có rất nhiều cách để ghi bàn trong trận đấu, thế nhưng đây chắc chắn là một trong những cách lập công hài hước và hy hữu nhất. Sau cú vô lê cực mạnh của đồng đội, bóng bật thẳng vào mặt của một tiền đạo bên phía Reims. Cú va chạm mạnh khiến anh chàng này có phần bị choáng và nằm sân ngay lập tức. Tuy nhiên chân sút này lại không hề biết rằng pha chạm bóng bị động và cực kỳ ăn may của anh lại trở thành một bàn thắng không tưởng. Sau Lukaku, giờ đây Morata đã trở thành một trong những chân sút bị lôi ra chế giễu nhiều nhất trên mạng xã hội. Và quả thực, nếu như tiền đạo người Tây Ban Nha cứ thi đấu như tình huống này, anh sẽ còn là trung tâm của những trò cười đùa. Sau pha cản phá kịp thời của hậu vệ Atalanta, bóng tới chân Morata và khung thành đang rộng mở. Thế nhưng thay vì sút một cách bình thường, ngôi sao của Juve lại quay lưng thực hiện cú gót bóng vô cùng thiếu chính xác. Sở hữu cách chọn vị trí và khả năng chạy chỗ vô cùng thông minh, Müller được người hâm mộ đặt cho biệt danh kẻ đánh cắp không gian. Thế nhưng đã có một lần chân sút nổi tiếng người Đức lại gây cười với cảm quan bóng khá tệ của mình. Xuất phát từ pha đỡ bước một không tốt, Müller đã dừng lại khi cho rằng bóng sẽ đi hết đường biên ngang. Thế nhưng ngay sau khi nhận thấy còn cứu được bóng và đuổi theo, chân sút của Bayern đã bị hậu vệ đối phương ngăn cản một cách rất dễ dàng. Nhắc đến cầu thủ bị đem ra trôn nhiều nhất vào lúc này, Timo Werner đương nhiên là cái tên mà mọi người nghĩ đến đầu tiên. Không chỉ có một mùa giải vô cùng tệ hại khi thi đấu quá vô duyên và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, chân sút người Đức còn khá hậu đậu ở những pha xử lý cơ bản. Dù chỉ là đường chuyền đơn giản từ chấm phạt góc, thế nhưng chả biết bằng cách nào mà Werner tự sút vào cổ chân mình và khiến chính anh bị thương. Chắc hẳn các bạn đã có những giây phút thư giãn và thoải mái sau khi theo dõi những tình huống hài hước vừa rồi. Nếu thấy video này hay hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.